Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy đối với các pháp thường ưa quyết trạch, nhưng chẳng nắm bắt sắc, cũng chẳng nắm bắt thọ tưởng hành thức, chẳng nắm bắt nhãn xứ, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng nắm bắt sắc xứ, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nắm bắt nhãn giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng nắm bắt sắc giới, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nắm bắt nhãn thức giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng nắm bắt nhãn xúc, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng nắm bắt các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nắm bắt các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nắm bắt địa giới, cũng chẳng nắm bắt thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nắm bắt vô minh, cũng chẳng nắm bắt hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng nắm bắt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nắm bắt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng nắm bắt pháp không nội, cũng chẳng nắm bắt pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng nắm bắt chơn như, cũng chẳng nắm bắt pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng nắm bắt bốn niệm trụ, cũng chẳng nắm bắt bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng nắm bắt thánh đế khổ, cũng chẳng nắm bắt thánh đế tập diệt đạo, chẳng nắm bắt bốn tịnh lự, cũng chẳng nắm bắt bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nắm bắt tám giải thoát, cũng chẳng nắm bắt tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng nắm bắt pháp môn tam ma địa, cũng chẳng nắm bắt pháp môn đà la ni, chẳng nắm bắt năm loại mắt, cũng chẳng nắm bắt sáu phép thần thông, chẳng nắm bắt mười lực Phật, cũng chẳng nắm bắt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nắm bắt pháp không quên mất, cũng chẳng nắm bắt tánh luôn luôn xả, chẳng nắm bắt trí nhất thiết, cũng chẳng nắm bắt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nắm bắt quả dự lưu, cũng chẳng nắm bắt quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng nắm bắt quả vị độc giác, chẳng nắm bắt tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng nắm bắt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng nắm bắt sắc, cũng chẳng nắm bắt thọ tưởng hành thức, nếu chẳng nắm bắt nhãn xứ, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nếu chẳng nắm bắt sắc xứ, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp xứ, nếu chẳng nắm bắt nhãn giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý giới.